mưu sinh vất vả và nhọc nhằn để nuôi người con trai trẻ dài của mình không lớn. Và đến khi người con trai đó trưởng thành và cũng là một người cha, thì người con đó mới đối diện hết nỗi nhọc nhằn mà cha của mình từng trải qua. Nhưng lúc đó thì đã quá muộn. Và đến chung kết ngày hôm nay, tiếp tục với phần thi của hai thí sinh đến từ lớp 12B4 với ca khúc Cha. Xin chào đón bạn Phương Trinh và bạn Lan Anh. Cha còn tồn tại.
thèm khát và tiếng cha như những ngày xưa. Nhưng biết phải làm sao khi chân không còn lượng cứ thế hàng đêm không lại nhớ về cha. Một đời đời như là